Công việc thì vẫn bộn bề, vậy mà Tết đã gần kề rồi. Lo lắng, đắn đo, vì còn cả một danh sách dài những thứ cần mua tại nhiều nơi khác nhau. Không sao, LOTTE Mart lo được hết. Không gian tiện nghi, thoải mái. Mang lại những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất với hàng loạt tiện ích. Hàng hóa phong phú với mức giá cực kỳ ưu đãi nhờ có vô vàn chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đặc biệt, thực phẩm luôn được nhập tươi mới mỗi ngày, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn mua sắm được đầy đủ những gì cần thiết. Rất nhiều đặc quyền dành cho khách hàng thành viên, giúp cả nhà có một mùa mua sắm tiết kiệm, chi tiêu hợp lý. Đa dạng hình thức thanh toán, đáp ứng nhu cầu mua sắm tiện lợi cho khách hàng. Hỗ trợ giao hàng miễn phí cho đơn hàng có giá trị tối thiểu 150.000 đồng. Quên mất một món chưa mua, làm sao bây giờ? Đi siêu thị tại nhà dễ dàng hơn bao giờ hết với ứng dụng LOTTE Mart Việt Nam, giao nhanh trong 2 giờ. Đến và mua sắm tại LOTTE Mart ngay để có một mùa Tết thảnh thơi thôi nào.